Đạo diễn Lê Hoàng liên tục gây tranh cãi khi tuyên bố gái xấu xăm gì cũng xấu. Tại một chương trình mới đây, đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Hứa Minh Đạt và diễn viên Quang Tuấn cùng tham gia bàn luận về chủ đề đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ xăm hình nghệ thuật. Nam đạo diễn chia sẻ, xăm hình cũng có xăm đẹp và xăm xấu. Tuy nhiên, Hoàng có một quy luật là con gái đẹp xăm gì cũng đẹp, còn con gái xấu xăm gì cũng xấu. Không biết mình nghĩ thế có bị ác không? Giải thích về chia sẻ này, Lê Hoàng cho rằng một cô gái sở hữu làn da trắng muốt, nếu có thêm một hình xăm nhỏ điểm xuyến thì sẽ rất hấp dẫn. Theo anh, ba yếu tố để thấy người con gái có hình xăm đẹp đó là hình xăm đẹp, gương mặt đẹp và chỗ xăm hình cũng phải đẹp như da trắng, eo thon. Đây không phải lần đầu khán giả bất ngờ trước phát ngôn của nam đạo diễn. Trước đó khi phát ngôn, con gái làm nghề nail, bán hàng online thì học vấn thấp cũng làm công chúng không khỏi bất ngờ về phát ngôn này. Ý kiến của đạo diễn Lê Hoàng nhanh chóng tạo nên một làn sóng tranh cãi trái chiều, trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, thậm chí bị chỉ trích. Ca sĩ Pha Lê bày tỏ, anh Lê Hoàng cũng là người thích tranh luận và đưa ra quan điểm, nhưng có lẽ lần này quan điểm của anh sai rồi và với tôi khi nghe được câu nói ấy, dù phát ra từ miệng ai thì đó vẫn là một nhận định ngớ ngẩn. Diễn viên Minh Tiệp nêu ý kiến, rất nhiều người thành đạt và thành công với nghề nail tại nước ngoài hay đi lên thành doanh nghiệp lớn từ những người bán online. Xung quanh chúng ta cũng có những người thậm chí là nổi tiếng và có học vấn cũng mở nail hay bán online vì có thể là sở thích và niềm đam mê của họ. Nhiều người bán hàng online còn có khả năng tư duy tốt, người làm nghề nail thì có tính thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, cũng có người lên tiếng bênh vực, cho rằng quan điểm mà Lê Hoàng đưa ra là ý kiến cá nhân, tùy theo cách nhìn nhận của từng người về vấn đề này.